Chết thôi, già đưa ra lại còn chết. Chết già, chết lộ. Thật á? Đáng được. Vâng, được rồi, tí nữa nhá. Tí nữa nói chuyện sau. Quyết định như nào bà bảo. Kì mình được kì á, nó còn trẻ lắm. Kê lại là mai mà hôm nay ngày đẹp thì ngày mai, ngày mai á, tôi đi đến Ninh Bình nữa, qua vừa về. Đúng là người ta lại nói có cái duyên cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có cái may ở cái chỗ là có cái điện thoại hỏi được dễ. Nếu mà không cứ đi đến nhà, hồi xưa cứ đi đến nhà còn lâu mới biết. Bây giờ đâu nào xem là họ gì, xem ai nhà có bao nhiêu người, có người nào thì xem người đấy. Mông 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 Văn Sắm à, tên gì là thế nhỉ? Mông Văn Sắm nó thứ mấy, thứ mấy, thứ nhất này, sinh năm nay được 44 tuổi. À, Vũ Thị Xuân. Xuân thứ mấy, cũng à, thứ tư hả, cũng 44 tuổi, hai chồng cùng tuổi năm rưỡi mà ăn bảo thế. Con gái à, thứ nhất này 16 tuổi này, thấy một thằng một đứa. Thế con gì nữa, thổ công. Sung Khê, thôn Gốc Gạo à? Gạo xã Tân Thành này, miền Nam lắm. Ngắm mình miền Nam viên ta lóc tặng bay à, vừa mi ông kia cái lăng bán mi mi ông kia thì đây à, cặp phú chữ á à. Mi phú chữ bác tán thì đây cái vợ keo này có biết ra phục sậy không? Đúng rồi, ai mà biết em được. vừa bảo là xong mai lại quên mẹ luôn, nhưng mà cứ đến lúc bây giờ tao cứ hỏi. Đây bây giờ mở đây mất điện 2 ngày đấy, làm em yết cho người ta phủ đồng nhỉ. Ngày mai là đi Nam Định làm. Thế thì bảo là thôi tranh thủ một tí, ông ấy cứ hôm qua vừa về mệt mỏi lắm chứ. Mùa này mùa hè à. Đấy, đang bảo đi giặt cái này còn chưa giặt được, một tí nữa giặt được. Làm nhiều nó ám đen hết rồi. Tàn hương mà mất điện thì khổ. Bây giờ người kinh nó cũng cấp đồng cấp thêm này. Nó mở phủ rồi, bây giờ nó được báo về đường then của bà chúa Then Vân Phong Tính Túc Cao Bằng, thế là nó bắt mình đi làm cho. Kia đi làm Thanh Hóa, đi làm Thanh Hóa này đi tắm biển đi các kiểu hết, ta cười cười sao chết, nó đưa đi ở các ngoài ngoài em có một bà Thanh Hóa ra ngoài này lấy chồng à. Cũng không biết tiếng phổ đâu, nhưng bây giờ các bạn nghe nói được hết chị ạ. Bây giờ nhưng mà nó biết nói tiếng thổ chứ nó có làm then không? Không biết nói tiếng thổ, nhưng mà làm then nó có được tiếng thổ. À thế à? Thế mới giỏi. Bây giờ nó lại làm then á? Bây giờ nó lại làm then, thế là nó có được người Thanh Hóa để chồng ra đây. Ừ, làng ở đất tận đâu? Ừ. Nó lại là đứng ở thôn Gốc Vệ. Hay nhỉ. Bây giờ như này, em này đến xem này, cháu này xem gia đình chứ không phải là không có người uống ở đâu gì đâu.
có người ốm chỉ là xem trưởng nhà gia sự có năm nay có hạn không, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là muốn xem người mẹ, người mẹ là họ gì, họ Hà. Xem là đã sạch sẽ chưa để cháu có tắm rửa cho. Đấy. Họ Hà này mất ngày bao nhiêu? 6/6/2017. Bao nhiêu tuổi? 62. Thế là đi đến bây giờ tôi thành bà. Nước lấy nước uống nhá, không phải lại về nhà thầy lại không được uống nữa. Thợ nhà thầy vui vẻ lắm, từ nhà thì những người đến người không lấy về là alo đi nhà bà thêm ăn chả được uống nước cái gì nữa. Nhiều người bảo thế này, bà không sợ đâu, cứ đến thoải mái uống nước. Mình phải uống nước chứ, mùa hè nóng bỏ mẹ đi phải không? Tha chân xa trôi bó kỳ phổi tiêu ngân bóc xuân qua nó tắc tường phía gần nhớ than chàng ngã làn quan cái xác bên lòng sự bê khăn cái cường bên hào quang nam phê quý khăn đơn bốc mù và cần khẩn lớn nhà mu cung phê ngà lòng bài bay leo lết tơ lòng à phê chữ nam bàng phê lòng à cứng ngào quang nam ôn ôn à chừng bình ngọn khai chữ mây quay phên quê từ lại phải đeo chấp tình ba cầu phản cha đang cường ra phù châm na phát xa kinh khẩu vạn dài khẩu long na cường kinh pa vạn dài pa long nằm dài khẩu long nằm bên dương và dài pa long na bên dương bốc bên dương tăng bên bốc phù cha bên dương tăng bên và phù phép giao kinh tân đủ phép đối trừ. Thế ông vẫn còn à? Ông ở với ai ơi? Chú ạ. Thế bà lại ở với mình? Bà ở với chú ạ. Thế là mình lại bỏ một châm bốc nhỉ? Sao kinh tân nụ xếp trôi trừ vi luồng đỏ trụ trừ cương trung thao tường bộ lốt lặng phi phàm tường ngại bồ mi lộ tam tình ai tên bố mi à lô tam pi cha vàng bố mi pi trang đình sẽ mi tam pi bên nào tam tin bên trang kiểu trang kinh dân cha vai bên sung bên sao khải đổi nam bản sao quang đôi móc bác ca khay nhà kinh sao tang bác quan khay nhà sinh cha con sao vi bác ca long sao vi cường nam bà quan long sao tang cường mòn sao long lượn cha tang ma na bốc lục tam nàng cha chung màn nâng lục en nàng cha tang lục en mì ương nàng cha chung con nam mì khẩu khẩu này mưa tu lên mung cha và mung thề mẹ khẩu phước bàn say khẩu tàn bàn chừng láo lục làn khúc màu khí khẩu khen nên tì khẩu hàn
ba ca tao đầy vi tỷ viên ba quan tao đầy tăng lê ra lục nam soi ta mưu tụ khai phon công con nam soi dương mơ bác quan thổ tỷ thập tri thị chân niu lũng đồi lâm sinh phòn công thổ kê bàn phố nằm mê nai thổ công ba na bồ cai mê cùn thổ kê cô na hú bạn kinh hương thổ công cùn nụ bồ lên kinh bố soi xa mư thổ kê xét quan na xoay dưng a mưa thô công xếp cậy lộc nam nhăng chín xạ lại tu xoay dưng lại tàm xoay ta cần cháy kê trầm thì tỷ sang sừng dễ xin nơi nàng kinh nàng a nàng quân a dâm a bếch mà a nàng côn dâm xoay ta mưa bắc cả xét quan bạc căn xét thù nông nam a nhằng chín xa lai tu con nam a soi dựng khấn lai tám soi xa khấn thay kê mùng cha lục cha pháp kinh thăng cha thân tai quan a lầu tặng mã tà phục cô lô thiên chương soi xa mưa bắc cả xét quan bạc căn xét thù lộc nam nhân chín xa lại tu con nam soi dừng lại tạm soi xa khấn thay kế xăm cha lần cha chú cha nghiên cha thiên sinh thiên bào pháp dành sinh phay sinh ly xì sang cô than phúc chính trung văn trọng tham vi chô pháp chê ra bệt phí chỗ thầy xói ta mưa bác cả xếp căn bác quan xếp thổ lục nam nhân chín xạ lại tu con nam xói dương khân lại tàm xói ta khân xây kê bì cha xây kê khi dùng kê quang phía sinh chung pháp dung pháp phùng vị minh chân sinh dũng sinh bang phúc thông pháp chi pháp thiên thiên công hà linh vi sinh ly vi tơ gen vi tình phương trọng tham vi chỗ pháp chê ra bệt vị chỗ thầy soi ta mưa bắc cả xếp quan bắc căn xếp thù lúc nam nhân chín xạ lại tu soi dương lại tàm soi ta khân thầy kế hùng cha chú trai qua thầy kế mê thầy luồng thầy mô chô thầy tạo thầy xin thầy pháp năng a xa nàng xin nàng tây quân dâm chết vinh vinh rồi mơ thầy kế tổ sư thanh sư pháp a sư chữ vị vàng quan pháp thuật pháp tạo sang pháp nguyên nguyên lộc pháp vị huyên đơn xây kê chú tạo minh chú pháp chung chú cha tạo lên xây kê hôn sử chung xin chủ công ung dị minh mà tạo phúc a bồ lô thiên chương a trong tam vị chỗ pháp biết câu a vị chỗ thầy soi xa mở ba ca xét quan soi dương mở ba quan xét thổ lùng nam nhân chín xa lại tu soi dương lại tạm thầy kế lông ra cố ca tam lỗ thầy lùng lông hết bộ tam tăng văn này xí ngộ văn thiệp ba pết ngày 17 thứ vớt này si ngô ra văn si bè chết thọ mông cha mi khẩu phước văn say khẩu san văn chương lao la na bốc khổ mông cha ba mông sệ lao la cục tí mi khiên ký niên mân mi hàn
ba ca sầm dựng bốc xa khăn na bác quan sầm dựng và xa thổ lùng nam nhắn chín thả lai tù con nam soi dương khân lại tạm rằng ơi soi xa khân thầy kế hồn cha thầy kế dựng cha nghiện cha sầm cha phun cha là cha thì cha lắm cha lương cha sám chấp tì po sau có khiên tang lủng lộ thầy kế thâm thi tì po viên an ma lăn cây ô ma cha hài cha đang chứng thế ta cha đang chủ thế sông khai tròn nết khai sỏi hương trong không tròn nết không sỏi xa sỏi xa mưa bắc cả xa quan bắc quan xa thổ đô nam nhằng chín xa lai tu con nam sỏi dương lại tam sỏi xa khẩn khai kế hùng cha cha khê cha lì cha ô phùng cha tu tạm vân vân xanh bân quan nai thi sỏi xa mưa bắc cả xệt quan bắc quan xệt đồ đốt nam nhắng chi na xa lại tu còn nam sỏi dương khẩn lại ta ma soi ta khẩn thấy kế tu tạm tượng quan soi dương khẩn tu nhà tượng cả tượng bân quan tượng phép tu lầm quan tu mốc soi ta khẩn tượng cả xếp quan tượng can xếp thổ lục nam nhân chín xa lai tu con nam soi dương lại tạm soi ta khẩn trắng hạ bê tam soi dương khẩn trắng lâu tham mê soi ta khẩn cố chi na nhà soi dương khẩn cố ta na tam soi ta khẩn na tam sắp xin soi dương khẩn nụ xin ta man ra ma mưa tân lô khôi tân mưa soi lô kim man làm mơ xin lỗ a ca mát bố cầm pa liền dao khay màu bố cầm tao lên xịt lập mơ xin xì chích tân a mơ xịt xì châu kéo cưng bao a khay tu kéo nông dung khay ta ba ca khay ta lít ca ca bác quan khay ta càng ta kết khay khẩu tu mày bên văng ngó mừng khai khao a tố mày bèn vương ti hôm vắc vế nà mi trong sư vế lăng mi thị ngược trong phấn mi bên tan trong ngang mi bẹt mà bên a nọc dùng bên a xa bẹt cạc bài bên sung đục nam lầy mà khâu sao mà bác ông con nam lầy lung khâu sao lung bác ca ba ca tình thô chạp khâu trường bác quan tỷ phương lương khâu tam lục nam lây đầy xa ma không còn nam soi đầy ưng ma khai phiêu này ma từng khai ba quan nam bài này ma từng nhà từng xanh ba ca năng công an bảo nam nặng công tăng bảo mòn lục nam bảo minh thêm bảo hồn bao mơ say chỗ hồ hùng cha ép ninh say chỗ thôn si mơ phe bốc phà bình say trung thôn niên mơ phà và phà mà phe đây lại lùng bao tạp tài à không ai đây lại lên lại con mơ tạp an say chỗ tí tóc tỉ bà cương say mi mừng tóc mừng bà thờ lục nam bao minh tìm bao hùng bao mưa chạy chỗ họ dừng cha nhi ninh bao mưa chạy chỗ họ nghiền cha hết ninh chạy chỗ thôn si mưa phe bốc phe binh chạy chung thôn niên mưa pha ba pha mà pha đây lại lục bao táp tài bùng đây lại lên lại con mưa táp an chạy chỗ tì tóc tì bà cưng mừng tóc mừng bà từ nung nam bao mía thêm bao hồ bao mưa lục ân họ chu cha ết ninh sở lục mình on tiêu bồ bay hà quang mê sam quay bồ qua mình on chiều bình mã pháp lung à quan bao quan mang chiếu lùng từng pháp tê tai bình mà trang ngạ tổ thiên tai bình lùng trang lau tổ phù mơ thải tê cầm ên á tưởng cha mơ tha tí cầm sung tưởng cả bác cả tí tóc tí bà cưng mừng tóc mừng cả từ lục nam bao minh thêm bao hồ bao mơ lan bao mông cha và mông thể ít đang xí chất xí bì tì lên quốc bảo minh thêm bảo ba
sao mưa a tì lục lưu hồ vũ cha ba vũ thế si đang đang si mê đây si si pi tì nên khúc bốc mông cha ít đang sức bốc khúc tì lên pi nhì na đây sức bê ra pi lên khu hồ bảo minh thêm bao hồ bảo mỡ mừng sức thi bao mơ tạm thổ công ơi mơ thổ công a sung khê thôn na gốc cả ô tân thành còn công thổ kỳ bàn phô nằm mê nai thổ công bàn phô cai mê cụ thổ ti côn nô bàn kinh nâng thổ công côn nô phô ô nân cân bốc chừng ân chú năng bài cốc căng quan tì xin phiếu phiếu này tì khâu sân thổ ti bài này tì khâu tạm thổ công lục nam màu thổ kỳ chừng mình con nam sinh thổ công lông tì chừng kinh sinh ngô tay cha quân sinh cha xin chào chờ đầm thâu đầm đi chung chi thâu ô khổ mong cha cúc mi ổ chỗ mi tay mư nàng a xa nàng xin này nàng tay viên tan lao tặng lòng hết cúc tam lỗ cha chung lòng hết bộ tam tăng tân này thì ngô ra văn thích chết kỳ lan bốc mong cha ba mong sẽ ao khâu ở bay say tăng cưng mừng ti tăng bàn lao lục lan khúc ti khẩu khiến lao nên mừng ti khẩu hàn lao tu lên bộ đây mình phải trả chết sang đây mở bình nhàn à đầm còn đầm môn đầm lăng hộ mông cha và mông sẻ đầm ơi lòng nghe ra cục tam lô xin ông xin phô lòng hết bộ tam tăng tu đầu bộ đây xả lô tu nà bộ đây cho nà khai tu ốc xong khát thác cái cửa đuổi bên lao bác lăng băm cầm lăng mơ đầm con đầm môn đầm lăng hộ mông cha và mông sẻ khai tu ốc trong phát thác cánh cờ đôi bên tì cờ chừng mừng cờ trách lao tu lớn mông cha ba mông sê lan bốc mông cha ba mông sê ết đăng đăng ết sổ ết tên chi chi phi mân tì lên cốp lao cốt này mi khiến lao niên mân mi hán chơ vừa cầm khẩu ba say tàng cưng mừng tàng bản xa tì đầy này tì tân họ mông cha ba mông sê khúc này tí khẩu khiến niên này tí khẩu hán lao xăm vi tí xỉu lũng khăn xăm mân tí xiêu san họ mông cha và tí mông thề cáp khiến na họ vũ cha song số ní cáp song rung la nòn xâm này cáp tôi tu lên mông trai lăng cùng lì lô chi lăng cũng đẩy bên chân chờ tua lên chẳng mình phải cha chạy sáng đây mưa bình nhà na xăm vi lao xiêu lũng khăn xăm lao xiêu san cả nắc chỉ tai tu lên mông cha và mông thề họ mông cha và mông thề lên mông cha và mông thề na cốc lần lao mi ổ chỗ lao mi say bơ mi ni cốc pháp mình bay chỗ say mười con này na cũng mi chỗ mi say mi xin na cốc pháp mi say mi xin đấy mi trong trong ta mi chỉ mi mi thôi na mười trong ta mi say cũng mi xin cũng mi na nhưng mà ăn cốc pháp này mình nè cũng cứ cùng trên này cũng là mi cân pét thôi hả nhưng mà mi cân và pét rồi bà bay hết rồi nhưng mà chúng chăng 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 đấy nè em bảo mi cần ai bay hết thế ra hết thế mi cần là ai bay thế hết cháy nè nhưng mà trên này mi chăng chăng lúc thử bay mừng chăng lúc cường bay bán nhưng mà ăn cốc say cốc pháp mi chăng hồn mi chăng hồn mi chăng hồn má rồi nè chăng đúc chăng hồn ý là chăng sổ binh chăng sổ mạ chăng sổ tạo chăng sổ cùng hết ra nhưng mà cùng đấy hết ra chỉ mi hết kỹ bát ra mi tân nơ hết chăng bay này chăng óc binh quân tham phá binh nhà tham phổ lại à chính là sổ cũng đẩy sổ ra nhưng mà lúc thử bay mường lúc cường bay bán nhưng mà mới sang bền à chắc mi ăn cân ướt ao nhưng mà hết mới bán sang bay này mới sang óc nhưng mà ăn sinh mà ăn trang ăn sinh mùng nùng nè nà bị cái bác tổ khan bị cái vàm tổ vả lại ơi mà chàng khẩn cao chàng lòng mới tổ thư mới tổ tỉnh ra nhà bị cần bay sủ bay xiêu bay chơi bay bơi em ơi ở xấu lại ô chàng óc mà thì xấu ô hết mi bay này mi tân nó na tu lên bị nọ cũng mi mình bẻ cha trẻ cũng mi chẳng bình an á ra cũng mi cần thai thương mi cần thai thương đấy na cũng mi hết bay mi chẳng này tỉnh tân nhưng mà lộn xộn lại mi chủ nhận ao á tổ đá tổ tráng lại tổ chen lại hả cứ kinh lẩu mau tổ xả lẩu bá tí tổ khan lại á chẳng mi đẩy thổ thừa na tu lên nó kinh mông này nỉ mi cốc mi ô chỗ mi thay á mi chỉ mi đâu đầy đủ thứ nữa tao mi thay cùng kỳ bát á thay bố bà này thay bố bay này bố tân hả cốc pháp cho tâm tham phá binh quân cho nhà tham phổ tham tế linh này nhưng mà mi thương ép lừa nhưng mà tham tới chỗ này này kinh này mi tham tới chỗ này bé tao giỏi lại na hả
linh lì lai tê lạc xin lại mi mi chỗ mân nhưng mà cái bị nọ mừng để chỗ cái nè hết lăng mi chỗ tân hả mi chắc lộ chụp mân mi tân này phải lư hết thì cân chắc chỗ của mi ao cân mi chỗ mi phần được ao ao mai hết đây khu lai nè đây cứ vậy hết khẩn hết công ban này tổ cào lại hết mi thương chỉ chị mi thương nơi na chị mi đây đâu na mi cần ai phải hết then cũng chẳng bền mi bình mạ mi khẩn ao cái làng mà cấp phở mân sột mừng mi chắc sột khẩn nè sột bình sột mạ mi sử ngài nè sột phải khẩn thiên bắc cháo tổng thiên mộng cháo pháp chính áo sử tay bình áo con phải tay bình tay mạ tay pháp nhưng mà tu cần họ mông cha và mông khế ép đang đang ép chỗ này à khi sắp bại khi quy lên khúc này này xin là tu cần này đi du cùng mông lùng màng làng lai chứ mi cứ mi rằng ai mi dư nhưng bác rằng ai dư mà là bố mẹ tôi đã cả con nhà tôi lùng lăng đấy cứ ngùng ngùng ngừng ngừng cái thá cứ cạo khẩn cạo lùng à mi phần nấm mi ý nghĩa là nói về người chồng á 44 tuổi này nha bây giờ nhiều khi nói chuyện nó không nói đâu ngầm ngầm ngừ ngừ nhưng mà nói vài câu nhiều và cái không chú ý là bắt đầu hai vợ chồng cãi nhau xung đột luôn xung khắc luôn đúng chưa hả không nói được câu hẳn hoi tử tế đâu lại nói bậy nói nọ nói kia nói linh tinh á có đúng như thế không có thì nhận ngay bởi vì quỳ tà nha mùng lùng sam sinh trăng lục sam cục trăng đông mà thư khẩu ạ đấy lúc nó vui các thứ có khi nó nói với người ngoài nó nói nhưng nói với vợ nó không nói đâu nó không thèm nói mà không thèm nghe nói khung khung khăng khăng quay lưng quay lăng ra ngay á đấy không ốm không đau không sầu không não gì đâu nhưng mà quan quỷ về ám vào nhiều cũng không giải đi được không chịu giải nó không được bình yên đấy đây đi làm cái gì nó thích đi rồi nó không thích ở đâu hả tam thích đi rồi đây làm được tiền cũng được không được tiền cũng được có thích đi thôi hả có phải không đấy nói giải tiếng kinh cho mà nghe nè đúng thế hả đấy nói không nghe nói không được đâu như thế à nếu mà nói nặng vài câu là đi luôn á cứ đi cha thì mẹ là đi á bước chân ra cửa có chửi thế không chửi ngay mà không thích là chửi luôn là nói luôn mồm thì chửi chân thì bước không cần ở đâu hôm nay cũng bảo đi xem thì cứ hỏi thì bảo hay đi xem ở đâu xa một lần hay xem như nào thử xem có ấy không nhờ cũng đi xem mấy chỗ rồi nhưng mà có đúng thế không đi xem mấy chỗ rồi nhá không phải mấy chỗ này đâu đúng là chuộc là chị em cũng chuộc nhiều lắm rồi nhưng mà nó không đến nơi chỗ thì bây giờ như vậy như chúng em có biết đâu phải không nhìn thấy cái người nọ người kia các con cháu ở không bình an đâu người này không đau người kia ốm người nọ không thế kia là người kia bị nhà nào vào nhà đấy chịu chứ không nghe nhau để làm nhưng mà cũng làm rồi chuộc binh mã câu pháp mấy lần rồi ấy 3 lần 4 lần rồi một lần góp nhau cả họ cơ nhưng mà có lên đâu chưa làm thì lo tốn kém hỏi bao nhiêu thế hỏi nhau hết bao nhiêu để có bảo thế nhưng mà làm có đến nơi đến chốn đâu cái ông tướng làm giỏi nhất còn không mang lên được thì mang đi đâu ông kia đã 3 đời trước làm giỏi lắm nhá thế mới nói là giỏi lắm mà thế nhận ngay thế sao đợt trước chuộc không chuộc lên đấy cho nên là không làm được làm không đến nơi chơi không đến chỗ rồi cho nên binh quân tham phải binh nhã tham pô khi ông làm giỏi này còn chưa mang lên ở trên mặt trăng mặt trời trên đúc sứ quay mừng đúc cường quay bằng thiên bắc cháo tổng thiên mông cháo pháp là chưa mang lên nè người ta phải chuộc lên hết lên nè ông tào ông này mô linh á sao lại không làm trời cũng lại cũng biết các bác lớn các bác lại
đây có chuộc lên được đâu, cứ khùng khùng càng càng. Chuộc 3 lần rồi đấy, không phải không chuộc đâu. Thì bà chuộc mấy lần không được cái gì đâu. Thế mà là giống góp nhau mà chuộc mấy lần, nhưng mà mấy lần rồi. Nhưng mà phải 4 lần mới được, quá tam ba bần. Nhưng mà 4 lần tìm đúng thầy thì lên đó, quả này lên là sạch sẽ khỏi rồi. Có người xuống kế nối nghiệp tổ tiên. Không bảo là cái thì là có người nối đó. Thế không nối là cái khổ này này, chị này không người đưa đi ăn cái khổ này. Thì nó làm giỏi bên, nó không đưa được là con quyền đi, nó chả là hành cho. Thế bây giờ con cháu mới lục đục. Em cũng biết mà, nhưng mà bây giờ thế biết mà lại không đón đi làm. Không biết chứ, lúc bây giờ thì chẳng biết. Mà bây giờ thì nói thật là em thì là còn là trụ cột gia đình, còn các chị thì lại các cháu rồi. Bây giờ chưa bảo bàn nhau, cũng chưa bàn được. Bây giờ chuộc lên cả họ có vào làm, chuộc lên, chuộc cả các cụ lên. Ba đời giàu giỏi, bốn đời, năm đời. Đấy, không chịu chuộc. Nhưng mà mình không làm được kể, chuộc hết lên xem. Các cụ già và cha mẹ để ra em, bố em, mẹ em thì mất hết rồi. Còn giờ bằng ngã, bằng còn nó hoa chúng em luôn. Chúng ta cũng không hiểu lắm. Còn chuộc không biết là dùng cái nào như thế nào. Đấy. Đấy, nhưng mà đời bộ ba bốn đời, bảy đời có phải ở đây đâu. Ở Trung Quốc vào đây á. Đúng rồi. À, không phải ở đây đâu. Ở Trung Quốc đây, mông Trung Quốc đây. Em ở Trung Quốc mà, Trung Quốc vào mà, không phải người đây đâu. Mông này mông Trung Quốc ấy, không phải mông ở đây đâu. Đấy, bây giờ con cháu không làm được ấy. Nó làm cho tan nát mọi gia đình, mọi người linh tinh lang tang hết. Các con cháu cứ gánh họ. Còn gì nữa, cái đón thầy này, đón thầy kia, đón thế này, đón thế kia làm được. Người ta không làm nó bốc, nó không lên, nó cũng nhận làm, nó có lên được đâu. Cái này không phải dễ. Cái cụ mình làm tàu này không phải dễ. Nó giỏi như thế, bây giờ phải thánh giỏi mới làm lên được. Cũng nhìn, cũng có một đứa cháu nó nhảy đi chị ạ. Thầy làm nó muốn nó nhìn thấy, chưa lên thật. Đấy, nhưng mà từ năm đến giờ thì thôi, cũng chưa bàn nhau để làm được, khó để làm được chị ạ. Em nói thật là đúng khó một đứa cháu gái nhà em. Bây giờ làm lên nó đi làm thế này gì nữa. Nó nhìn ai nó nhìn thấy chưa lên thật, nó bảo chưa lên thật, chưa có công cụ, chưa thấy mặt công cụ cái thật. Ồ, thấy chưa? Ai? Thế cái bảo chuộc 3 lần cái gì? 3 lần đến lần thứ 3 là như thế rồi, nhưng bây giờ lại làm thì bây giờ chưa có người. Nhưng đứa đấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tám tư là giờ giáp tí rồi. Tám tư là tuổi giáp tí rồi. Cái tuổi đây nó cũng gánh được binh được mã, cũng làm được. Nhưng mà nó cũng có lộc. Nhưng mà nếu mà không làm được nó cũng được đâu. Nó đi lấy chồng rồi gì. Bây giờ nó đi lấy chồng khác rồi, sang họ khác rồi. Nhưng bây giờ ở trong cái họ của họ Mông này này có đứa khác cơ. Nhưng mà không chịu làm mẹ, bây giờ tập trung vào làm đi. Làm ở trong này bốc lên nó lên mới được kẻ, không bốc binh bốc mã lên. Binh mã giúp tâm xám cả, binh quân nông nhà xám cô. Vô áo mơ thiên bắt cháu tùng, mi áo khấn thiền mùng cháu pháp. Nhưng mà có thế không? Binh mã chơi chuột này, xong rồi bây giờ làm loạn này. Trong con cái dâu con gái các thứ linh tinh còn đi chơi đi bời này, đi nọ đi kia nó bay sủ bay siêu bay sao bay bào. Ừ, súng khẩu ăn đám họ Mông này đi không đẹp đâu. Em cũng biết là cái ổ nhà em mà lung tung lắng tang hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì việc công chị ạ, nó thật là việc công không phải việc tư, đâm ra là nó cũng khó lắm. Chị đi làm điều chị cũng biết. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ bé bói thì thấy như thế thì bảo. Thế nhưng bây giờ chẳng hạn như là đấy, cái họ Mông này hôm nay về xem nhà họ Mông nó là không ốm. Nhưng mà quỷ ám nó không nghe, nó cứ thế. Hai vợ chồng không nói được câu hẳn hoi. Chưa nói là chửi nhau rồi, cãi nhau rồi, lại khùng rồi. Có đúng như thế không? Đấy, nói không được câu tử tế đâu nhá. Đấy. Bây giờ nó khảo vào những quan, những quỷ này, đấy nó làm đi như thế làm sao mà nó tỉnh táo được. Đấy, chưa làm, nói xong cãi nhau xong bước chân nó đã đi rồi. Đấy, chỉ thích đi rồi, không thích ở nhà đâu. Kể cả nó với mày đang đi làm nhưng mà có người gọi nó cũng đi, nó bỏ mẹ lên nó đi chơi đấy. Hả? Hả? Không cần đâu.
chân thấp chân cao cũng đi á, kệ mẹ nó, nếu cần việc nhà đến đâu thì đến tao đi đã, đúng chưa? Ừ. Đấy, về mà bảo nó như thế. Thế bên này à, chứ là còn trước hai người cũng hợp nhau lắm, cũng làm ăn lắm, nhưng mà mới được khoảng 5 năm về lại đây nó mới khùng thôi. Hả? Trước nói đâu nghe đấy, làm đâu ra đấy, bảo nào nghe thế. Hả? Đúng mà. Ê, có đúng không? Bà thím mày cứ cười không? À, thì em cứ cười. Thím bảo gần thân này, như nào em nhìn thấy hết máu phải sao đấy. À, đấy, đấy, 5 năm về đây là khùng rồi đấy. Nói không được rồi đấy. Khác chỗ thì không biết, nhưng ở gần thì biết hết đấy. Ờ, đấy, nói không nghe tí nào rồi đấy, thấy không? Xong rồi nếu mà nói ra mà là tranh đấu ấy là nó lại bảo nó giỏi với mày không giỏi đâu. Đúng rồi. Nó bảo thế, nó hiếu chiến, hiếu thắng à. Hả? Cái gì nó không biết làm hơn, nó mày không biết làm, lúc nó không thích nói, nó nói không ra gì đâu. Đấy. Chứ không giải đi lần nào thế nào, không bị cãi bây hết nữa. Mình tăng ai bay à, cái này à, mày thảo bị mất cầm khăn mực cô. Sa tí bay này à, tí tân là na bao họ mông cha ba mông sẽ thì bữa na này ra đằng đằng ra sổ trí nhị pi lên khúc sa ma vi siêu lông căn sam siêu tan. Sa bữa này nì ô này sam vi siêu lông căn sam siêu tan đi. Thì à, đợt trước cả. Được cả mấy năm trước em được ngã ở đâu ấy? Đấy, không phải là mới ngã đâu nhá. Ngã mấy năm về trước rồi. Ngã rồi bây giờ cái vía nó bị siêu bạc đi, thế sao năm trước làm then không thu? Cũng được làm then rồi nhá, không phải không được làm đâu nhá. Đấy không phải mới bị đâu nhá, không phải năm đấy tầm 37, 38, 39 tuổi gì ấy, từ cái năm đấy bị ngã rồi, không phải bây giờ đây, bây giờ mới bị ngã đâu nhá. Đấy khá lâu rồi, nhưng mà cái vía lúc nó ngã rồi ấy, cái vía nó bị siêu bạt à, cho đến bây giờ còn không thu về, cho nên giờ nó cứ ngơ, nhiều khi nó cứ ngơ ngẩn ngẩn lúc thế đấy. Giờ mình không thu vía về cho thì nó chả thế, còn về can kỳ thì tăng can thương tỷ lỗ đi, không thu về làm gì, nó khác bị à. Chiếc xí phía khẩu cái can mù lùng vậy, can mù lùng hộp tròn. Đấy, không phải ngã ở nhà đâu mà ngã ở ngoài ấy. Nó đi ngã ở đâu rồi. Thế mà không ai thu vía cho nhá. Cái vía đã siêu bạc bây giờ. Muốn cho nó tỉnh táo khỏe mạnh ấy, làm lễ chuộc vía đi. Làm lễ chuộc cái vía về cho nó đi nhá. Xin vía chuộc vía về. Đấy, mới được. Không, nó mới ở, nó chỉ thích đi thôi. Đi làm cái gì cũng thích đi, không thích ở nhà đâu. Cứ bảo thế đó, không chuộc được, khổ lắm cả nhá. Làm không đến nơi à, thi thi pí khẩu căn chân ngủ kỳ. Nhưng kiểu lệ mệt sinh không sinh. Xong rồi mệt sinh này cũng chưa được giả nhá. Chỉ thích đi thôi. Chưa có lễ đâu. Mẹ sinh bàn xa nà bàn đán, nhiều khi ở nhưng mà chân ống thấp ống cao cũng đi được, chứ không cần phải bằng đẹp đâu. Hả? Có phải không? Cứ sẵn ống chân ống móng lợn lên ống thấp ống cao, ai gọi là đi là thích là đi ạ. Xong mà lên rừng lên núi là đi ạ, thích lắm. Tao thích đi rừng đi núi à? Mẹ sinh bàn xa nà bàn đán nên mít băng lệ hứa mà nằm mà tí dìu bay không? Giả lễ đi, giả lễ bà sinh đi. Xong rồi cầu lộc cầu tài cầu tiền đi. Cho nên là cứ làm ăn được thì làm ăn được tiền xong lại tán hết rồi. Có đồng nào về nhà xong được mấy thời gian lại hết rồi. Hết rồi lại đi tìm về xong lại được lại hết. Cứ như thế. Có giả lễ đâu mà có được. Ê, vợ kiệt sĩ cũng không giữ được đâu nhá. Các tiêu. Có đúng không?
mày muốn giữ mấy cũng không được đâu này, nó khác có cái đường đi của nó nhá. Phải làm lễ giả lễ đi nhá, giả lễ đi mới cầu lộc cầu tài mới được nhá. Mẹ sinh bàn xa là bàn đán, rồi giải thu vía về, xong giải cái khắc khẩu của cái can mùng lùng này, cái thu vía đi chuộc vía cho đi đấy, cho nó tỉnh táo khỏe mạnh thì mới làm ăn nó mới dễ, chứ không phải là ngày ngày đánh nhau đâu. Nhưng mà nói không vào cầu thôi, chứ khùng cứ khùng mày cầu tạo cầu ấy đấy, nó không thành gia đình thôi nhá. Chứ đã đánh nhau chưa? Thì mới bảo nó chỉ vào cái đấy thôi mà này. Thì cứ giải đi, cho đợi đến nào lúc nào nó cùn quá nó đánh cho, lúc đấy là tốt tan nó đấy. Cứ thỉnh thoảng lại dùi nhau một cái là được rồi, làm đi cho nó sạch sẽ đi nhá. Thiếu lễ của nó là không được đấy nhá. Thế bây giờ cái là cái tổ tiên này cũng không bao giờ xỉnh về ăn, cũng không bao giờ khao nữa, lại càng khó lại càng khổ đấy. Cứ làm có lại đi là không giữ được đâu nhá. Sa bừng sai tô má bừng sa tổ tèo tô lớn mông cha và mông thề họ mông, đúng là hai vợ chồng khác thích nhau lấy nhau yêu nhau lấy nhau rồi, nhưng mà mấy năm nay nó khác khùng thôi chứ không phải gì đâu, không làm được là nó như thế đâu đấy. Ta là bốc vũ trà và vũ thể thí đàng thì chi phí lên khúc lao khúc khẩu khiến niên khẩu hàn. Họ Vũ này được cả 44 tuổi, nếu mà năm nay bảo hạn thì chẳng có hạn gì, vẫn khỏe mạnh thôi. Nhưng được cái là bây giờ cứ nói trước lại quên ra đằng sau rồi, không nhớ đâu. Nói xong lại trưởng mình chưa được nói lại một hai lần nữa, xong lại ra vào lấy lại quên này, có đúng không? Mùng lùng thiên táo lắm rồi nhá, không chịu giả đi, giả lễ đi cái mùng lùng thiên táo đi. Xong rồi là nói về cái tâm của mình ý, thì người ngoài nghĩ nhiều khi mình khác thật thà ấy, biết chưa? Thật thà lại hay nói cho người ta thế này thế kia đấy, như kiểu thế, nhưng mình có lúc còn chưa hiểu đấy. Mà vừa khẩu mông lung nhá, khẩu can sung can bả nhỉ, cái gì cũng hay đi phô với người ngoài ấy, hay nói trước ấy. Có đi phô người ta không? Hay làm cái này tốt, hay làm cái kia tốt này, hay làm những cái này này như thế này, mình đi khoe đi nói trước, đến lúc lại làm không được thì biết chưa. Đấy là cái mồm mình là mồm can sung can bả, nhiều khi mình thấy thấy là nó làm cho mình nói đấy, lúc đấy tự nhiên nhẹ mồm các nói, nghĩa cái mồm mình hay nhẹ để nói, thấy cái việc không đến nói mình đang nói nhưng lại nói mẹ rồi, kiểu như thế à. Đấy là mồng lùng can sung can bả, mình phải cải cái này đi mới được nhá, cải đi cho nó tỉnh táo đi. Nhưng có đúng không? Quên quần, có đúng thì bảo đúng hả. Thế có lúc đi tắm còn quên quần áo còn gì nữa, có mang đâu hả, mang vào tắm xong thấy không biết lấy cái gì về mặc, kêu om xoàm nhỉ, hay lắm nhỉ. Đây là bảo thầy soi kỹ quá thì bảo thế. Ông xó nào thầy cũng bảo này, con cháu còn biết đừng làm, con làm biết đừng. Có đúng không? Thỉnh thoảng vẫn quên quần đi tắm thế, mang ra không biết để vào chỗ nào, cứ đi tìm mới tắm, mới tắm cho nên cần. Có gì mà thầy cứ nói hết này, không ngại không ngại sợ hổ gì cả. Nói về cái đúng quá, về bà thím cười chết luôn. Có gì còn biết đừng làm cái sai mới sửa chứ. Bảo như thế thôi, cái gì nó cũng vừa phải thôi, nên nói quá không được. Sa mư la na bốc mông cha ba mông thế ra đăng đăng ra sổ xếp bó khúc lên bì lao khúc ba mi kiên niên mi an chỗ này bang đăng này tí ôn xăm bí lao siêu lùng khẩn xăm tí xíu chan. Đứa cháu được 16 tuổi nhá, khúc mình bang đang cùng mình online nha. Mình bang đang on thiếp cầu nối số cho. Nhưng mà cái đứa này cũng thong thả lắm, không vội không cần cái gì đâu nhá. Hả? Thì mới bảo thong thả mà. Can mùng lùng, can sung mùng lùng lai nó khảo mùng lùng học trò nè. Cho nên là cứ thế
mẹ có gọi thế nào cũng được, ba bốn năm câu dạ một câu thì được, cái cần thì dạ lắm. Xong rồi đến kể cả bữa ăn đi rồi gọi gì gọi, cứ nhìn đi chỗ khác không làm cái việc gì của nó. Nếu mà có điện thoại cứ nhìn vào cái điện thoại, ô kệ, rất thong thả, rất từ từ nhỉ. Rất từ từ. Không đi đâu mà vội, em không biết, em nhìn thấy nó từ từ em bảo con làm mai kia sướng. Cứ từ từ thong thả. Đấy, thong thả. Đi đứng từ từ thong thả, em không gọi em làm mai kia nhảm nhã. Một bà cái bà chân trước chân sau, chân trên chân xuống. Bà đánh đá giả hoạt quá cháu đi. Bà đánh đá làm hết phần của con cháu rồi. Đến các con các cháu về là cứ từ thong thong thả rồi. À, cứ thế mà mùng lùng căn sung cái mùng lùng học trò đi cho nó nhá. Nó đẻ tháng mấy? Nhưng mà bây giờ chưa, mình cãi nhưng mà mình chưa ghi được cái cung học trò nó đi. Bây giờ trước cãi kia cãi bình thường ấy, chứ nếu mà cãi mai sau cãi mùng lùng học trò kia mà cãi tốt được nữa thì mình có tiền mua con dê về cãi thì mới tốt. Cãi đi cho nó dễ hơn. Nếu mùng lùng học trò ít nữa là nó vào cái số mỏng nữa thì nó là sống nó không được thọ. Nếu mà mình cãi được cái con dê gì cái cung đi nó được tốt hơn, nó mới được hẳn hoi. Ừ, tuổi nào cũng cãi được. Bây giờ nó qua tuổi 13 rồi, qua tuổi 13, 14 rồi. Bây giờ nó vào giờ tuổi 16 rồi, tháng 9 này nó sang tuổi 17 rồi. Đấy, tuổi lẻ thì tốt hơn, nhưng mà mình di nó di theo ngày chứ. Biết cãi thì được, không biết cãi thì cũng chả được. Đấy, đấy cho rất thong thả này, mới cần nè. Đàn bò khổ, đàn bò khổ mùng cha chết. Nhưng mà mi hết đầy cũng mi đầy cả. Nếu mà càng chăn thì, nếu mà mi chắc thì cần nông học chính chắc này. Tu này đi, xếp này bên xếp học ná. Cá bí sức chết này khảo bạc tốn mình nát nát. Can học trò can tốn. Đấy là thái on đã ý nghĩa khảo ăn tốn mình nha. Đang quay đột ngột là thái đấy. Đây là mới khảo ăn tốn nha. Cá ăn tốn là lóc chắc đó. Đấy, đấy là bí này như này. Nhưng mà bí này mới khảo tốn mình. Cho nên nếu mà bí này mì tụi gì cũng đã như là hết con bây là đấy. Đấy, vào với hết con bây là cháu được bí bằng cái. Là bên nào đi mình mi lao mình mi khẩu tổ mình mi thái này, mình bao vai lô mình ngải này, đấy là chỉ cần cải quay là đây biết cải lại, nhưng mà tao tôi bị mà cải bây là đây nhất đây gì mà can chư can tổn mình can học trò này cải bát thì mình ở đây không ha, biết cải đây là cũng nhiều lắm. Thế thằng con trai này sinh tháng mấy này? 22 tháng 12. Bốc này lần bốc này thằng cháu này được 12 tuổi nhé, cùng bà cô bị thiên nhiên nhị hà cũng như hẳn la, nhưng mà em này cùng mù cùng bình thường nhưng mà cùng mù ý không đấy, nhưng mà cùng gì kín lỗ thôi, cũng đi hay đi bị khắc bay đấy. Thằng thứ hai ấy, không ốm đâu, nhưng mà người nó cũng đậm đậm đấy, đậm đậm nó cũng mập mập với đậm đậm ấy, không phải gầy bé đâu nhá. Cũng ăn được. Đấy, nhưng mà không bỏ ốm gì đâu, không ốm nặng, không đi viện bao giờ đâu, cứ nuôi cứ lớn bình thường thôi nhá. Thế nhưng mà mình làm lễ thì mình cứ cải học trò đi cho nó, cải can học trò đi, xong rồi là phủ ba phủ bốc, phủ bốc tỷ na phủ ba tỷ mắn nữa, xong cải cái can kỳ can sương phải nữa na. Mình cải can sương à, can kỳ tỷ tang can sương tỷ lộ nè. Bởi vì là nó vào cái can sương này ấy thì thỉnh thoảng nó đi nó hay ngã. Phải không? Anh đi lúc đang đi ra chạy khác ngã. Đấy. Đây, mình khảo can kỳ tỷ tan can sơn tỷ lỗ này. Cho nên là mình cải đi thì chỉ cần lấy con ngỗng ấy cải xong rồi cải cung tên ra ngã ba ra cải đi cho nó là được. Đấy, nó vào can kỳ tỷ tan can sơn tỷ lỗ là cái đi dạo là gặp cái thỉnh thoảng cứ như thế lại. Lúc bé thế lớn như thế nhưng mà đang đi là khách bốc ngã hùng một cái như thế nó không phải gì đâu. Đấy, cãi đi cho nó là tốt hơn,
Nếu mà không thì mình tiện cái đà làm lễ được cái thì mình mua con dê về cả cho đứa chị nó can tổn kia, thì mình bảo thôi lấy đứa em đi theo đi thì cũng cải được cũng gì được, cùng vào cho hai chị em đi chung nhau một con, không tốn là hai con, không đáng lẽ con trai một con gái một con, hai người một, mỗi người một con. Nếu mà hai thằng con trai đi chung được con dê, hai người con gái đi chung được con dê, nhưng mình làm cho chị thì tiện có thằng em thì mình chỉ gọi là cho nó đi theo. Nhưng mà sang này là anh thì con em không được, chị con gái sẽ không được, em. Đấy chị em đi theo đấy, chị thì em đi theo, không phải lấy một con ngỗng nữa về cái gì nữa là được. Đây là cả chị em nữa là mang lên rừng đi cải đi là hoàn hảo, không lo nữa. Còn không biết cải mà cũng không được đâu. Hai vợ chồng thì lại chung một con được phải không? Hai vợ chồng lại chung nhau được, nhưng mà có phải ấy đâu. Hay lắm. Mình cứ làm được thì làm mà. Làm được thì làm thì một làm một lần chứ không làm nhiều đâu. Tu ra ra mình chỉ đẩy mình pe cha trẻ mình chứng đẩy bình an. Cha mưa chi ân họ hà cha ba thế. Ngô ra văn số hốc thổn nên nó cá nhì pi lên khúc. Chẳng như là cần được thở đây thế cái người mà người này được 62 tuổi này xỉ ra bởi sao mình chết phép chân chữ họ hạ cha và hạ sĩ lục lan mình khẩu nó bị bên xem bên này. Mình ấy thay phần đó. Thay phần một phần xoay thay phần sang cái năm nay bốc thì cũng bốc được rồi, họ Hà này cũng sạch rồi nhỉ? Nhưng mà cái vong hồn này chưa kiệu lên hả? Kiệu rồi, trừ rồi. Trừ người này chết về bệnh về tà mình nó chưa nó làm, nhưng mà bây giờ mình bốc lên được nữa. Mình nếu mà mình tiện, nhưng mà lúc đấy làm ý mi khay chỗ ao hôn mà bà mang không chẳng biết thế nào. Các cháu thì bé cái gì đâu đấy. Bé lúc em cũng còn trẻ thôi đấy, lúc bé thì cũng phải làm thôi. Lúc mất đấy cũng không bé nữa rồi. Không bé thì nó không chưa trải qua bao giờ trải qua nhiều rồi. Mà lúc kẹo thế nào mà sổ đẹp. Ông khen là là mình sổ bích mình chỉ xì mình pa hử, nhưng mà lúc tê mình tăng sổ mình 48 khẩn nha. Hôm nay chiều ra tối em lại bảo cháu bé này phải về. Con em ra bộ nên là các cháu mình chắc đơn nào.